Xin kính chào ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì hôm nay ông Sương ơi, hèm có chai á, hèm con chai chấm mút tương ăn với cơm. Thì ở ngoài sau hè mình nó có mấy cái mô sầu riêng này nè, nó lên cho chai nhóc hết trơn á. Tại vì phải xịt thuốc tốt á, cho nó cây nó mau chống tốt á. Cho nên là mấy cái con chai này nó cũng tốt heo luôn. Cho nên là nó rất là ngon. Rồi nhà thấy bữa xả ông Sương nè. Trời ơi, quá tươi tốt luôn. Mình hái mấy con chai nè, mình vô cơm. Ở quê rau là không thiếu, lúc nào cũng có rau hết trơn. Rau chai nó cũng dễ kiếm lắm, đâu cũng thấy chứ. À, thường là ai trồng sầu riêng á, là mấy cái mô sầu riêng như nè, là rau chai nhóc hết luôn. Thôi tự nhiên mình nó coi cây còn nhỏ, đang dưỡng cho nó bự. Mà trồng sầu riêng thì ta 5-6 năm mới ăn được. Không có trái, không có trái đi ăn. Hơi lâu. Có trái rồi ăn thì mau, chứ trồng lâu. Sầu chai này mày vô luộc chấm nước tương như là ngon lắm á. Để nước ớt vô nữa. Lâu mình ra đây mình hái sầu chai hoài. Sẵn một xíu á, mình cho cái nhà con cái giường của Phương Phương, của hai chị em trồng cây trồng cối này kia tốt lắm luôn. Một ngày ở dưới quê hồi xưa rất là đơn giản, ăn uống này kia cũng đơn giản lắm, giao cá này kia toàn là tự kiếm rồi ăn, kiếm ra ở nhà cũng đỡ tốn tiền á. Rau thì ra đồng, cá cũng ra đồng. Có con cá đặc lợp này kia cũng có nữa. Khi nào mà thèm thịt này kia thì ra chợ mua. Chứ không, thịt không có tự sản xuất được nha. Giờ mình đi dài dài rồi kia. Đây là những mấy cây đậu bắp nè, có trái hết trơn rồi đó. Cây nào cũng có trái hết trơn á đó. Đó, đã ghê không, mấy trái này là ăn được rồi nè. Chỗ nào trống trống á, trồng cây kia vô có ăn. Mà ở dưới quê á, trồng cây mình thích trồng cây lắm luôn. Cây có này kia lâu lâu ra hái, có trái ra hái. Có cái giường đã, mình không có giường, mình chỉ có cái đường thôi. Mình trồng theo cái đường đi. Ăn tương là lúc nào cũng ăn con chai chứ, con chai luộc. Chai nhúng lẩu cũng được. Chai cha cũng dễ ăn, ai cũng ăn được hết trơn. Ra tốt ghê luôn á. Hồi nãy mới trời mưa lâm râm, cho nên là nó tốt.
Cái chai á nó bự bự quá mình cũng ấy bớt á. Kiểu như là nó đậu nhiều quá rồi nó đậu lên mấy cây thụ viên nhiều quá. Mà vậy đó mà ngày hôm sau á là nó lên nữa. Hồi với em lóng như này. Ăn tương mà mình thích nhất là rau chay luộc. Với là tàu hũ á, chấm tàu hũ kho. Tàu hũ kho núm này kia. Dưới đây á, bự bự luôn nè. Mới hái con xíu mà đầy gỗ rồi. Quá trời cháy luôn nè. Sắp tới là bên này cũng có mít nè. Bên đây trồng mít, bên đây trồng sầu riêng. Chỗ nào cũng có bụi xả hết trơn. Mình hái như là mơ nó tốt á. Cũng càng hái nó càng ra. Nó sẽ đâm cái độc mới. Tốt ghê luôn á. Nhà cái nhà nhìn thấy lá nó non xèo luôn. Mình hái nhiều gì đó chứ mà vô luộc này kia là nó còn xíu à. Tại vì nó teo rồi. Gao rồi. Hái lặt này kia lâu quá chứ mà vô làm này kia ăn thì rất là mau luôn. Làm lâu chứ ăn mau á. Hái rau chay phải hái nhiều nhiều. Vô làm xíu teo cũng xíu. Này chứ có một miếng à. Được con dĩa. Bữa mình hái nguyên một bọc bự luôn á. Mà vô lặt này kia rồi làm đeo lỡ hình được dĩa đầy à. Nhiều lắm bọc đó bữa mình lấy nhiều lắm. Nhìn lại nè chỗ hai miếng bụi xả bụi nào cũng tốt chứ. Đây, có trái anh ta. Ôi nè, có trái nè. Đây là trái cà tím. Bên đây cũng được một trái nữa. Rồi rớt. Cây cà tím. Còn bên đây là cây đậu bắp. Trái bự rồi, mấy trái này là ăn được rồi đó. Được cái nhà mình ai cũng thích ăn rau chay nha. Rau chay chấm cá này kia cũng được, chấm tàu hũ cũng được. Dễ ăn. Mà mình thích nhất là luộc chấm tàu hũ hoặc là nước tương. Mình đạo đụng gì cũng ăn được chứ. Được cái là mình cũng thích kén. Cái gì mình cũng ăn được hết trơn. Cái này cũng ăn được nè. Này là rau gì mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà cái này là luộc ăn được á. Dịu. Dịu.
Thường là mình thái rau luộc á, mình sẽ thái lộn xộn đủ loại luôn. Đây cũng có ngồi diễn quá trời luôn. Trồng sầu riêng này lâu có trái ghê. Mà có trái được, có trái hoài. Ủa, có trái bự nè. Trời, nhìn đã ghê luôn á. Là tím. Đây một trái nữa nè. Ồ, giống rồi. Giấu, không phải ta thấy. Để giới thiệu với nhà coi là. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuột hả? Chuột trong hang á đó, dí dò kìa. Trời ơi, nó bư nguyên cái hang trà bá luôn. Chuột. Ủa, cái hang chuột là ở trong cái này có chuột nè. Con chuột. Lấy lợp ra đặt. Nữa mình lấy cái lợp ra đây mình đặt nó đi. Đây bự vô. Đây là cái vàng mớp bầu. Vàng mớp mớ. Bầu. Ủa vàng bầu. Vàng bầu mớ mà. Có trái rồi kìa. Có trái nhỏ nhỏ rồi kìa. Ủa cái trái là tiếng nó bị ấy rồi. Bị nứt rồi. Ủa. Ờ trái mớ vô. Trái này nó cũng đâu lớn được nữa đâu. Nó bị nứt rồi. Mớt tốt vậy, lộn bầu, bầu tốt vậy. Cái đậu bắp nè, bự cho bá luôn. Bự trái bự nè. Ừ, mấy cái trái này bự bự ra, xong rồi nó già, mình trồng nữa. Đây con trai cũng có trời rồi. Ủa, con chuột con kia nó quẩy năng luống quá trời luôn rồi. Tối nay mình sẽ đem cái lợp ra. Nó làm cái hang ở trong đây nè. Trời ơi, không biết nó có ăn cái cây không nữa. Nó ăn như vậy. Mình hái một xíu nữa cũng đủ ăn rồi, đầy đủ rồi. Tại nhà mình ăn cũng đít. Nhiều, ấy nhiều quá ăn không hết, bỏ uổng lắm. Tội. Cho nên là hái đủ ăn rồi. Ăn nhiều hái nhiều. Tại vì nó cũng mọc ở đây quá rồi. Nó đâu có đi đâu đâu. Nhưng chắc đủ ăn rồi. Giờ mình sẽ dẫn cái nhà đi làm vòng chơi. Đây là cái mít. Mình có trồng thêm mía nè, rồi bưởi nữa. Cái này cái dừa mình trồng mới trồng không à, cho nên là toàn là nồi nhỏ luôn. Cái trại của mình mới sửa lại nhưng mà mình chưa có quay được hôm nay. Mình với chị hai mình có trồng thêm cái này là rau mồng tơ á. Nhà thấy rau tốt ghê không, lè thoát luôn. Còn chỗ này mới xớ đất lên nè, chưa biết trồng cái gì nữa. Đây cũng có mớ mồng tơ. Cái này là rau cải nè. Cải không biết sao mà mình trồng nó quéo hết trơn à. Mình thấy người ta trồng rất là tốt luôn á. Trồng lá rất là bự. Ở đây có trồng thêm bắp. Đây, thịt gà bầu. Hết rồi, trái hết rồi. Ừ, cái gì trái này. Bữa hai bữa nè. Được một trái nè. Cả nhà nhìn thấy nó nhỏ gì đó, chứ một bữa hai bữa nữa là trái trà bá luôn. Hôm bữa mình có giới thiệu của trái bên kia á, hái chưa rồi. Mới có mấy ngày là hái chưa rồi. Trái lắm hết trơn. Còn nó bò ra cái vàng ở dưới á, còn cái trái nó rớt ở dưới á. Phải là nhiều to, có thấy trái. Nhiều lắm. Chịu kiếm là nhiều lắm, nó nằm ở dưới kia á. Giờ mình lên mình lặt mấy cái rau này nữa. Tại lặt rau này nó lâu lắm, mình phải tước từng cái lá này nè. Xong rồi mình lặt nữa, còn cái cọng không à. Đó cho nên là luộc ra nó còn nhỏ xíu à. Nó còn có một miếng à. Lên lặt nữa, lặt lâu lắm, ăn thì mau.
Thì clip của Hùng Sương xin tới đây tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã có hết clip. Cả nhà thấy hay á thì cho Hùng Sương xin một like được đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn lúc sau. Xin chào.